Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9, nhiều du khách đã tìm đến Bảo tàng Khởi nghĩa Ba Tơ để tìm hiểu thêm về lịch sử của Khởi nghĩa Ba Tơ, cũng như đội du kích Ba Tơ, lực lượng vũ trang nồng cốt của Cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Quảng Ngãi. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Bảo tàng Khởi nghĩa Ba Tơ, nơi lưu giữ hơn 400 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về cuộc khởi nghĩa Ba Tơ, về đội du kích Ba Tơ anh hùng, một lực lượng nòng cốt của Cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Quảng Ngãi. Tôi dẫn mẹ già với cả bốn thế hệ lận về Quảng Ngãi thì thăm người thân. Nay có dịp là gần đây thì tôi ghé cái bảo tàng của lịch sử của huyện Ba Tơ để tôi tìm hiểu thêm về lịch sử của cha ông mình đã làm nên khởi nghĩa Ba Tơ. Cuộc khởi nghĩa Ba Tơ nổ ra vào ngày 11 tháng 3 năm 1945. Từ cuộc khởi nghĩa, đội du kích Ba Tơ anh hùng được thành lập và tổ chức tuyên thệ hy sinh vì Tổ quốc, xây dựng lực lượng ở vùng núi Cao Muôn, rồi sau đó tiến về đồng bằng, xây dựng đại đội Phan Đình Phùng và đại đội Hoàng Hoa Thám, tích cực huấn luyện quân sự, trở thành lực lượng nòng cốt trong cuộc khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 ở Quảng Ngãi. Sau khi thành lập đội du kích Ba Tơ, thì sau đến thời gian là đã trở thành thành lập hai đại đội Phan Đình Phùng và đại đội Hoàng Hoa Thám, và đã tiếp tục phát triển lên lực lượng và tiến tới cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 45 tại tỉnh Quảng Ngãi. Đội du kích Ba Tơ đã được nhà nước tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang. Từ cách mạng tháng 8 năm 1945, nhiều thành viên đội du kích Ba Tơ tham gia cuộc kháng chiến 9 năm chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, trở thành tướng lĩnh tài ba của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.